Hiền xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay là ngày 15 tháng 1 năm 2015. Và trong clip này chúng tôi được quay theo yêu cầu của anh Huấn ở Uông Bí. Là anh Huấn anh đã đặt chúng tôi một cái giường này, và trong đợt này là chúng tôi đang thi công 3 chiếc với cùng một mẫu mã và kích thước. Trong đó thì một chiếc sẽ chuyển cho anh Huấn ở Uông Bí, còn 2 chiếc nữa. Xin mời quý vị bớt chút thời gian về đồ gỗ Đức Hiền để xem. Và clip này chúng tôi đang quay tại phía trước cửa hàng 6 tầng nằm tại làng Mộc Đại Nghiệp, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Chiếc giường này thì chú thợ không có kinh nghiệm cho nên là đã lắp ngược sáng, đã lắp ngược khi mặt trời đang chiếu từ phía sau đến. Nếu như là chúng ta quan sát từ phía sau thì thấy nó rất rõ ràng. Vân gỗ cực kỳ đẹp. Và chiếc giường này đã được phun sơn. Theo quan điểm của chúng tôi là chúng tôi chỉ muốn đánh nhẵn và rào mộc cho quý khách hàng, và đề nghị quý khách hàng dùng mộc. Nhưng mà đây, đợt này thì bác Huấn có đặt một bộ ghế thì có để mộc. Riêng chiếc giường này là đặt cho con gái, và ý của cô con gái là cứ muốn sơn vào, cô không muốn để mộc. Cho nên là bác Huấn đã chiều theo ý con gái và đề nghị chúng tôi cứ phun sơn vào. Và tất nhiên là phun sơn thì cái vẻ đẹp của gỗ mun nó càng nổi bật và cực kỳ long lanh. Tất cả các vân gỗ đều nổi bật hết. Còn tại sao đồ gỗ Đức Hiền muốn đề nghị khách hàng dùng mộc không sơn? Bởi vì chúng tôi cam kết là chúng tôi tuyệt đối không có bắn vân vẽ vân. Đây là cái điều mà khách hàng sợ nhất khi mua gỗ mun, mua phải hàng vẽ vân. Để hiểu được cái vấn đề đó cho nên là chúng tôi đã muốn đề nghị khách hàng dùng mộc chứ không sơn. Và bác Huấn thì bác cũng có nghe theo cái đề nghị đó. Nhưng cô con gái thì cứ muốn sơn, cho nên là bây giờ hai cái sản phẩm mang đi thì một thứ là sơn và một thứ là để mộc. Bây giờ chúng tôi vừa quay qua cái mặt và cái đầu cao của giường, còn bây giờ đi phần đầu thấp của giường. Chúng tôi xin nhắc lại là chiếc giường này thì đã được bà chuẩn bị giao về Uông Bí, Quảng Ninh, nhưng mà chúng tôi còn hai chiếc nữa với kiểu dáng y hệt. Và cái phần vân cũng tương tự vì là cùng làm một đợt. Nếu quý vị nào có nhu cầu, chúng tôi sẵn sàng lắp lên và lại quay clip tiếp để phục vụ quý vị. Và cái đôi mặt giường này đẹp quá cho nên là những người thợ có nói vui là đẹp như này mà trải đệm hay là trải chiếu lên thì thật là hơi là đáng tiếc. Đây quý vị có thể nhìn tổng thể với cái sự với cái vân vô cùng đẹp. Trong nhà những người thợ ở Đức Hiền vẫn đang hoạt động bình thường. Đây là bộ tranh gỗ hương đang được hoàn thiện để chuẩn bị đưa về phủ lỗ gần ngã ba nơi đường đi sân bay Nội Bài.
Clip đã dài chúng tôi cảm ơn sự quan tâm của quý vị và hẹn gặp lại trong những clip sau.